vẫn sử dụng mà cơ bản cái may của bớt đi ra năm ngày. Chỗ này là mình chọn kiểu may nhé, để đường thẳng đó là máy may, còn để giúp dắt đó là sẽ máy may giúp dắt ha. Đầu tiên mình để đường thẳng là máy may, còn đây là cái độ mà độ dài sợi chỉ từ trung bình đó là khoảng 2.5 hoặc là 3. Nhấn ở đây là may lại mũi. Còn đây là chỉnh độ căng chỉ, số nhỏ là vải mỏng và số lớn là vải dày. Số lớn là chặt chỉ lại, vải dày cần chặt chỉ, số nhỏ là vải mỏng cần nó chỉ nó vừa, nó lỏng. Và đạp ga chân là may. Đầu tiên là chọn đường may độ thưa nhặt 2.5 rồi cắm chân xuống. Đạp máy là may, muốn lại mũi thì nhấn đây là may lùi, may tới. May đang là 2.5. Bây giờ cho đường may 3.5. Đây là đường may 3.5. 3.5 đó, hơn 2.5. Giờ vặn qua giúp dắt. Để chỉnh chỉ. Rồi bây giờ sẽ để cái cò, cái phần cò này xoay cái kim lên cao nha, để lắp cái nồi chỉ vô. Phần cò này sẽ lắp vô phần đây. Đó, phần cò lắp vô đúng phần đây, nhấn vô nghe một cái cốc nha. Rồi cắm lại. Ống chỉ cầm vẫn cắm đây. Cho vô khoen ở đây. Rồi cho vô khoen ở đây. Muốn xỏ đây cũng được, xỏ đây cũng được. Rồi, cái phần chỉ này nè cũng phải nâng lên 2 tầng, nâng nó hết lên nha. Đây này nó có 1 nấc, 2 nấc, 3 nấc luôn nè. Nâng hết cao lên. Nâng cao để cái khe này nó mở ra rồi mình cho chỉ vô cái kẹp đồng tiền. Cho chỉ vô kẹp đồng tiền, đi một vòng hết cái kẹp. Rồi bắt ngược lại để cho chị móc vô cái râu tôm. Rồi đi xuống cái cò chết. Xuống cò chết.
móc vô cái khoang ở đây. Đây là sơ đồ nè. Rồi cho xỏ chỉ vô cái cò sống. Đó, rồi kéo xuống. Kéo xuống có một cái khoang trong này. Cho chỉ vô khoang trong này. Đây, khoang ở đây. Rồi một cái là khoang này. Xong rồi bắt đầu mình xỏ kim từ trước ra sau. Ngay lúc là lưu ý muốn thay kim là nha, vặn ngon ốc ra. Rút cây kim ra. Cây kim nó có mặt tròn và mặt bằng. Bằng đằng sau, tròn đằng trước. Đó là tròn trước trời cùng nhau, còn trời trời là tròn trước nè. Đó, rồi đẩy gắn là đẩy hết cây kim lên cao nhất, đụng cái chốt ở trên này. Xong vặn lại. Chặt lại. Rồi xỏ kim. Kim là mình để số nhỏ là vải mỏng mà kim số lớn là vải dày. Kim có từ số 9 đến số 16 lận. Mình mua kim phù hợp loại vải. Rồi xỏ kim từ trước ra sau. Giờ giữ tay trái giữ chặt sợi chỉ nè. Tay phải xoay vô lăng. Xoay vô lăng một chiều hướng vô người của mình nha. Đó. Có thể xoay một vòng hoặc hai vòng hoặc ba vòng, miễn sao xoay xong là chỉ nó câu lên là ngưng lại. Rồi cho hết chỉ dưới và chỉ trên ra đằng sau. Rồi đóng cái nắp lại. Rồi đưa sản phẩm vô may, giống như may nãy giờ. Độ căng chỉ này mỗi loại vải là khác. Như loại vải này nó đang là ở số 1, nhưng mà cũng có loại vải thì nó sẽ ở số 2, 3, 4, 5, 6. Tùy loại vải. Mỗi lần thì vải dày thì mình lại xếp lên số 2, vải dày hơn mình xếp lên số 3. Nếu mà mình thấy nó đẹp thì mình không cần chỉnh. Trên dưới đều đẹp không cần chỉnh. Mà khi thấy nó xấu thì mình mới chỉnh, nó lỏng chỉ mình mới xếp lên. Rồi, cái này là hướng dẫn sỏ chỉ căn bản cho máy may. Là xong rồi đó nha các bạn. Cái phần máy này của mình nữa, có một cái nãy mình quên hướng dẫn là cái phần mặt nguyệt này nó có hai cái chỗ để gắn. Cái chỗ này á, cái đầu bên này á là lỗ to để may và dít dắt luôn. Còn đây là cái phần lỗ nhỏ để chuyên đường may thẳng thôi. Nếu mà muốn gắn thì mình có thể đổi ngược lại là gỡ hai con ốc này ra, đổi ngược cái phần này qua đây để mình may thẳng thôi. Cái phần để may thẳng thôi là vải mỏng hoặc vải thun á thì mình mới cần thay. Còn bình thường là may cái lỗ to này được rồi, cái khe to này được rồi. Khi nào may vải thun, vải mỏng thì mới cần thay cái khe nhỏ này để nó khỏi bị nuốt vải xuống dưới mặt nguyệt á. Nếu mà khe to thì nó vải mỏng nó hay nuốt vải xuống dưới đây. Mình sẽ đổi qua cái lỗ này. Đó.